chào mọi người. Bữa nay mình đi sắm Tết, đi kiếm mấy cây mai, cây bông, cây tắc đồ về trưng Tết. Mình thấy đường người ta bán bông đầy luôn. Đây mọi người xem, ở đây bán mấy cây mai nhỏ nhỏ, mấy cây mai kiểu nữa. Bông quá trời luôn. Mấy cây mai kiểu đẹp quá trời đẹp luôn. Cây này đang nở đầy hoa luôn. Đây người ta trưng mấy cái pháo đẹp chưa? Pháo đẹp quá trời đẹp luôn. Mừng năm mới 2003 là 2023. Quá trời là bông vạn thọ luôn. Bông vàng, bông màu cam, đủ thứ. Nguyên mà cái khu này dọc hai bên đường là bán đầy bông, đầy hoa luôn nha. Để mọi người xem, nhìn cảnh là thấy có không khí Tết nồng nặc luôn. Quá xá đẹp. Mai đào nhóc luôn. Cái đào đây. Đây mai. Đây buổi sáng người ta bán mai, bán dưa hấu nhóc luôn mà đẹp. Bên này bán đầy bông luôn. Đấy. Dưa hấu quá trời luôn. Bông đã chưa? Trời ơi, dưa hấu chợ sự ra đây, trời ơi. Quá trời đâu biết. Quá trời dưa hấu luôn. Ở đây là một vườn dưa hấu. Mấy cái mai này to bông quá trời luôn. Ủa, chỗ này bông có bự như vậy cơ mà. Đây này bánh dừa nè. Gà đẹp chưa? Nó chói luôn. Wow, dưa hấu lại to không à nha. Đây mấy chậu cúc khổng lồ. Quá sao trời, dưa hấu bông giấy đồ này nọ. Wow, một rừng bông màu gà là nó chói luôn. Đẹp chưa? Bên này thì nhỏ quá. Đây tôi bán tắc quá trời luôn, tắc không à. Mấy cây này nhỏ nhỏ mà quá trời trái luôn. Thấy ông bà tiết ông mua hấu à, nguyên một rừng dưa hấu. Tí đó ông mua cái cây nó to đúng có 100 ngàn. Bên này nữa quá trời luôn. Tha hồ mà mua. Phúc nhỏ quá. Phúc diễn gì hả Phúc? Diễn gương à? Có diễn gương à? Muốn lừa nó cây như vậy nó vừa cái nụ lớn nụ nhỏ. A muốn mấy anh em đang vô lựa mai mọi người, lựa mấy cái mai nhỏ nhỏ kiếm kiển à, để nó gọn mà đẹp ghê luôn á. Hai bên đường bán xe chạy ầm ầm.
với mọi người, ở đây bán mai quá trời luôn. Bán mai bông đồ trưng Tết nhóc. Bên đường này, hai bên đường. Bên kia bán thanh long quá trời luôn. Mình có chút chia sẻ về đi mua sắm hoa Tết cho bà con gần xa cùng xem. Xin mọi người nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ để đón tiếp những video mới. Xin cảm ơn mọi người đã xem.